Quy hoạch huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 1. Quy hoạch lên thành phố. Long Thành được quy hoạch lên thành phố trước năm 2030 là thành phố sân bay đầu tiên tại Việt Nam, hướng đến trở thành đô thị loại 3 trước năm 2030 và loại 2 sau năm 2030. 2. Quy hoạch phát triển. Nằm trong khu vực đô thị sân bay Long Thành, Long Thành được hướng đến phát triển thành đô thị thông minh, trung tâm thương mại, dịch vụ và giao lưu quốc tế với các khu vực logistics và công nghiệp công nghệ cao. 3. Hệ thống giao thông và hạ tầng. Long Thành là một trong những địa phương có nhiều tuyến cao tốc đi qua nhất ở Đồng Nai, bao gồm cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức, Long Thành. Đặc biệt sân bay quốc tế Long Thành đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ vận hành thử vào đầu năm 2026. 4. Kéo dài tuyến metro. Quy hoạch kéo dài tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên xuống sân bay Long Thành và xây dựng các tuyến đường sắt đô thị kết nối với Biên Hòa và Nhơn Trạch. 5. Bất động sản và phát triển đô thị. Nhiều dự án bất động sản lớn đã và đang được phát triển tại Long Thành như khu đô thị Gamser Kai Gua, dự án CTC Long Thành và các khu dân cư, đô thị khác. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem xét tất cả các loại bản đồ trên toàn quốc.